Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ vũ, vị trí nằm phía bên trên và bên dưới. Đấy, chủ yếu nằm phía bên trên, biểu nghĩa liên quan tới thời tiết, liên quan tới thời tiết mưa gió nhá. Nào bây giờ mình sẽ sử dụng dầu ô ly, mình chấm một cái vào đây để tạo ra ô ly này. Đấy, các bạn chưa có dấu thì inbox cho mình gửi cho các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ phóng to màn hình ra như thế này để cho các bạn dễ hình dung ra này. Chúng ta sẽ viết một nét ngang ngắn trước. Ở đây mình xin phép mình sẽ viết giống như thước được viết vào trong ô như thế này nhá. Nếu như nằm phía bên trên thì đo nó sẽ hơi bị nó không được chuẩn cho lắm. Mình sẽ viết vào giống như thước như này cho các bạn dễ nhìn hơn. Một nét ngang ngắn thì giật nhẹ phần đuôi nét ra như này cho mình nhá. Sau đó viết cho mình một nét chấm trái ở cái góc này này. Chấm trái ở đây, viết nó to ra một tí nữa. Đấy. Sau đó kéo cho mình một nét ngang thì nó hơi có một dạng hơi nghiêng nhẹ lên trên một tí, gọi là nét gánh. Đấy, như thế này. Gập móc một đường xuống phía dưới này nhá. Đấy, gập móc một đường xuống dưới này, móc nhẹ từ dưới, móc ngắn nhẹ thôi. Đó. Sau đó là các bạn sẽ kéo cho mình một nét sổ kim xuống phía dưới như này. À đây, mình xin lỗi, đây là một nét sổ gọn nhá. Sau đó chúng ta sẽ kéo một nét sổ gọn xuống như thế. Rồi, đánh cho mình một nét chấm này. Các nét chấm sẽ được viết tuy là tách nó ra, nhưng mà đừng viết nó to quá nhá, viết nhỏ thôi để tạo ra những giống nhỏ giọt mưa ấy. Đấy, và chúng ta tiến hành đo nhá. Rồi, nó khít rồi, nó khớp rồi đấy. Thì là đúng theo cái tỷ lệ như thế thì các bạn cứ viết thế cho mình nhá. Nha này. Đấy. Thì cái nét chấm trái này, nét chấm trái này các bạn viết nó sẽ ở hướng nghiêng sang tay trái như này nhá. Đây nhá, như này nhá. Nhấn thì giật nhẹ, buông nhẹ ra như này, nó ra nét chấm trái đây này. Ở đây nó tạo giống như là mây thì có khá là nhiều những cái nét chấm nhá. Nó giống như là các giọt nước như này này. Đấy, viết nhỏ nhỏ ra như này là được nhá. Mình sẽ tóm tắt lại như sau. Cách viết chuẩn này, các bạn viết cho mình một nét ngang ngắn đầu tiên. Đấy, giật nhẹ phần đuôi nhé, ra như thế này. Sau đó này, viết một cái nét chấm trái dạng như ở bộ mịch, kéo một nét ngang móc dạng hơi treo chéo lên trên như thế này. Đấy, gập một đường xuống dưới và móc nhẹ xuống dưới như này, kéo cho mình một nét sổ thẳng xuống. Sổ này sổ kim nhá, đánh cho mình các nét chấm được viết đều nhau ra như thế này nhá. Mình sẽ thử viết một cái chữ Hán nhá, mà có cái bộ vũ này này. Tùy theo cấu tạo của chữ Hán thì các bạn viết cái bộ vũ này từ viết to hay là nhỏ. Đấy. Các bạn biết chữ này chữ gì không? Đấy, giật nhẹ ra như này. Các bạn thử đoán xem chữ này chữ gì nhá. Đấy, thì đây là bộ vũ này. Thì các bạn cái nét chấm này là những cái nét mà gỡ điểm. Để cho các bạn viết thì các bạn phải cần chú trọng tới những cái giọt nước. Đấy, phải viết làm sao cho hình dáng đầu nhọn đuôi tròn. Đấy, các nét giọt nước như thế này, có hình dáng đầu nhọn đuôi tròn như này nhá, vẩy nhẽ này nhá. Còn bạn nào chưa viết nét chấm được thì inbox Zalo cho mình nhá. Các nét chấm này là những cái nét sơ đẳng nhất để có thể viết được ra nó hình dáng như thế này, chứ không thể viết gạch cạch như này được. Đấy, đầu to và đuôi như này, hoặc là chấm chấm như này được, không viết như này được nhá.